Ngay trong buổi chiều đầu tiên tại Tokyo, Nhật Bản, các thực tập sinh P336 đã lập tức bước vào luyện thanh ngay trên xe di chuyển để chuẩn bị cho việc tham gia vào một buổi kiểm tra định kỳ của các học viên Học viện AFES Artist Academy tại một sân khấu nhỏ nằm ở trung tâm khu phố Shinjuku. AFES là một trong những tập đoàn giải trí, quản lý và đào tạo nghệ sĩ uy tín và nổi danh hàng đầu tại Nhật Bản. Đặc biệt trong lĩnh vực âm nhạc, nhiều cái tên nổi tiếng châu Á đều xuất thân từ lò đào tạo ngôi sao này. Và đặc biệt, khi làn sóng Hallyu tràn tới Nhật Bản, thì những cái tên đình đám của K-pop đều được quản lý bởi AFES. Mỗi năm, có khoảng trên 5.000 bạn trẻ trên khắp Nhật Bản nộp hồ sơ đăng ký vào Học viện AFES Artist Academy với niềm tin rằng đây sẽ là một môi trường chuyên nghiệp giúp họ có thể bước chân vào ngành công nghiệp giải trí tại thị trường lớn thứ hai thế giới này. Và lần tập huấn này tại Nhật Bản, các thực tập sinh P336 sẽ có cơ hội tham gia vào một buổi kiểm tra đánh giá định kỳ của các học viên học viện trong mơ này. Sân khấu buổi kiểm tra đánh giá định kỳ dành cho các học viên Học viện AFES chính là thử thách đầu tiên tại đất nước Nhật mà các thành viên P336 phải trải qua. Hello everyone, we are P336 band. We come from Vietnam and today we're gonna perform a song called Baby Baby and we hope you guys enjoy that. Mặc dù còn đôi chút bỡ ngỡ và ngượng ngùng khi lần đầu tiên đứng trên sân khấu xứ người, nhưng tinh thần biểu diễn hết mình, sự tươi trẻ cũng như khả năng ca hát của các thành viên P336 đã để lại ấn tượng đẹp và nhận được sự ủng hộ từ không chỉ các học viên mà cả các thầy cô, ban đào tạo của Học viện AFES. Trong lời nhắn từ đại diện học viện gửi cho các thành viên P336 có đoạn: những học viên tại học viện chúng tôi ít khi có cơ hội được xem các bạn nước ngoài trình diễn trên sân khấu, nên lần này chúng tôi đã được học hỏi rất nhiều. Các thành viên P336 cũng đã cổ vũ nhiệt tình với học viên của chúng tôi. Đối với tôi, hành động và lời nói lúc đó có giá trị rất lớn và các học viên rất cảm kích. ギターをしながらやってる人もいれば、ギターをしながらやってる方もいて、みんな素敵。裏でP336さんがハモってた。 Một điều bất ngờ khó tin dành cho các thực tập sinh P336 là phần biểu diễn bóng bóng bang bang phiên bản tiếng Nhật của những thành viên nhỏ tuổi nhất được livestream trên fanpage của nhóm, đột nhiên được chú ý, nhận được số lượt xem cũng như chia sẻ đến chóng mặt, trở thành một hiện tượng lạ của cộng đồng mạng và được đánh giá là một trong những phiên bản thú vị, đáng yêu nhất của ca khúc này. Thành công bất ngờ này đã trở thành một tin vui và động lực dành cho những thành viên của P336 khi còn chưa chính thức ra mắt